Xin chào cô bác chị em nha. Sáng nay em quay cho quán chị em tham khảo cái động cơ Kubota 4 máy. Con này về cũng hẩm gai quá nha em. Con này Kubota V2 ha. Đa số mấy dòng con này nó hay bị chống nước sơn chỗ này quá nha. Đây, em quay kỹ cho quán chị em xem nha. Để đôi khi quán chị em chốt hàng cái rồi đi giao tới chỗ á, cái đầu quán chị em than phiền chốc chạy này kia. Về thằng máy thì em bao nguyên zin nguyên bản nha. Bao không có bung máy, không có sửa chữa, không có tháo cái gì hết. Đây, bộ nguồn trắng tinh nha. Con máy này nó có một điểm yếu không anh em ha, là cái nó về nó thiếu bơm trộn nha. Em gắn cái bơm trộn vô rồi. Ok ha. Máy này nó thiếu bơm trộn từ Nhật luôn. Về em gắn cái bơm trộn cái đĩa vừa đó. Nào bán mình nói đâu ra đó quá nha. Chứ phải nói đại nó càng. Con này V2 này thì bê tông nó 75 ly quá nha. Dòng tôi nó tầm cũng 3.000 ha. Con này đâu đó nó khoảng 2 trên 20 ngựa quá nha. 1.23 thì nó đâu đó nó 25, 27, 28 ngựa quá nha. Con này cũng khá mạnh ha. Con này dòng tôi cũng rất là nhanh nha. Mình không có đo thử nhiêu tôi nhưng mà lên ga thấy nó quay nhanh lắm. Rồi đây máy không? Đây máy cho quá cho em nghe tiếng máy cho nó ok thì quá em mua ủng hộ cho em nha. Đây. Con này nhỏ gọn quá em, chạy vỏ chạy phà im ha, nhỏ gọn hơn nhỏ xíu rất là im ha. Đây đi con. Quá em. Đây hãm thì ok quá nha. Đây. Cực kỳ đã không? Lên cái nữa không? Rồi, quá chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm mình nha. Con này thì giá của nó mười mấy củ quá nha mày. Đấy. Dễ xài ha. Rồi, cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều, xin chào. Hẹn gặp lại quá chị em video tiếp theo nha.